Nguyễn Chí Thiện là một nhà thơ và nhà bất đồng chính kiến người Việt Nam. Ông đã bị nhà chức trách Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt giam tổng cộng 27 năm tù vì tội phản tuyên truyền Nguyễn Chí Thiện và nỗi oan thế kỷ. Ngày 16 tháng 7 năm 1979, Nguyễn Chí Thiện liều mạng đột nhập Tòa đại sứ Anh tại Hà Nội để nhờ chuyển tập thơ viết tay có tiêu đề Hoa địa ngục ra hải ngoại. Vừa rời khuôn viên sứ quán, lập tức ông bị công an tống vào hỏa lò, rồi liên tục chuyển qua các trại tù Thanh Phong, Thanh Cầm, tức là Thanh Hóa, Thanh Liệt tại Hà Đông và Ba Sao ở Nam Hà, cho tới ngày 28 tháng 10 năm 1991 mới được phóng thích, cộng chung hai lần tù trước là 27 năm. Cuối thập niên 70, ông Minh Thi, bạn đồng tù với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, được trả tự do và qua định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Một buổi tối cuối thu năm 1980, vừa bước chân vào nhà, người cháu ông cho hay vừa được đọc một tập thơ không có tên tác giả ở nhà bạn. Nghe đồn tập thơ này là do một nhà thơ sáng tác trong tù Cộng sản Việt Nam. Vì từng nghe ông nói, trong thời gian ở tù có gặp và trao đổi thơ văn với một số văn thi sĩ bị giam chung, nên hỏi phỏng chừng mai ra ông biết tác giả chăng? Gợi tính tò mò, ông Minh Thi hỏi lại: thế cháu có nhớ được câu nào không? Suy nghĩ giây lâu, người cháu ngập ngừng nói: cháu chỉ nhớ mang máng một vài câu trong một bài thơ Lục Bát Ngắn thôi hà. Câu đó là gì? Cháu nhớ trong câu Lục mở đầu có nói tới Bác Hồ với Bác Tôn gì đó. Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng. Nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu nhi đồng màu xanh. Giữa hai cái mặt bành bành, những khăn quàng đỏ cuốn quanh cổ cọc. Rồi như quên hẳn sự hiện diện của cháu, ông lẩm bẩm nói như nói với chính mình: đích thị là hoa địa ngục của Nguyễn Chí Thiện rồi. Ngày hôm sau, câu chuyện đến tai Nguyễn Đức Quang, nhạc sĩ du ca hiện đang cộng tác với báo Người Việt lúc bây giờ. Ngay lập tức một cuộc phỏng vấn được sắp xếp giữa Minh Thi, người bạn tù của tác giả Hoa Địa Ngục, với ký giả Nguyễn Đức Quang và nhà báo Duy Sinh. Nơi trang nhất tuần báo Người Việt số 32 phát hành ngày 24 tháng 11 năm 1980, bà con tị nạn đọc được hai bài tường thuật của Nguyễn Đức Quang và Duy Sinh cùng với bài tâm tình của Minh Thi gửi người bạn tù của ông còn đang khắc khoải mắc vòng lao lý bên kia bờ đại dương. Như thế là từ ngày cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện can đảm đột nhập Tòa đại sứ Anh ở Hà Nội để nhờ chuyển những vần thơ rướm máu của ông tới cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Chỉ trong vòng hơn một năm sau, những ấn bản thơ mang tên mới như Tiếng vọng từ đáy vực, Bản chúc thư của một người Việt Nam không có tên tác giả đã được trả lại tiêu đề nguyên thủy kèm danh tính tác giả họ Nguyễn. Tưởng cần nói rõ là vì trước khi trao bản thảo thi tập cho một số nhà báo Việt Nam ở hải ngoại, Tòa đại sứ Anh đã cẩn thận cắt bỏ tiêu đề thi phẩm cũng như tên tác giả với hảo ý để tránh những rủi ro cho tác giả còn đang ở trong nhà tù Cộng sản. Từ niềm đau đạo thơ thật giả tới nỗi oan mang theo vào lòng đất, ngày nay ai cũng biết nguyên do khiến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị đánh phá chỉ vì thơ của ông là khắc tinh của chế độ độc tài gian ác Cộng sản. Vì áp lực quốc tế, năm 1995, chúng phải cắn răng để ông qua Hoa Kỳ, nhưng không phải vì thế mà chúng buông tha. Cả một kế hoạch tinh vi đã được guồng máy tuyên truyền phản gián Hà Nội vạch ra. Một mặt tự chúng tung tin đánh phá, bôi nhọ để giảm thiểu giá trị những gì ông gửi gắm vào những vần thơ bốc lửa.
Mặt khác, chúng không quên lợi dụng nhược điểm cá tính và tính hiếu danh của một thiểu số người trong cộng đồng tị nạn, nhất là những phần tử bất lương nắm trong tay những cơ sở truyền thông mà mục tiêu không phải vì lý tưởng mà chỉ vì tiền tài lợi lộc, để lợi dụng họ tiếp tay triệt hạ uy tín nhà thơ. Từ chuyện đạo thơ ăn cắp thơ tới chuyện Nguyễn Chí Thiện thật, Nguyễn Chí Thiện giả, một thời Hà Nội khắp khởi mừng thầm, tưởng đã thành công vì chiêu dụ được mấy chính trị gia nửa mùa, toan tính một sớm một chiều lãnh tụ quá cố của họ sẽ trở thành tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục. Bên cạnh các chính khách buôn bạc giả này, còn có những tờ báo con buôn tiếp tay đánh phá, bôi nhọ nhà thơ không ngoài mục tiêu bán báo. Sau khi thất bại trong những mưu đồ cố đấm ăn xôi kể trên, chúng xoay qua trò đê tiện hạ cấp là bôi bẩn nhà thơ bằng mọi giá. Chúng đã trắng trợn ngụy tạo một cột báo gắn cho tờ Người Việt số 32 phát hành ngày 24 tháng 11 năm 1980, thế kỷ trước, tức là khoảng vài năm đầu chập chững của cơ quan truyền thông danh tiếng ngày nay tại miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đã có gan ngụy tạo như thế, nhưng vì đang sống trên một đất nước trọng pháp như Hoa Kỳ, chúng sợ có ngày phải vác chiếu ra tòa, nên chọn con đường ném đá giấu tay bằng cách tung cột báo ngụy tạo dưới đây lên mạng để có chất liệu đưa lên báo của đồng bọn sau này. Cả hai tờ Vạn Thắng và Sài Gòn, thời bà Hoàng Dược Thảo còn làm chủ, đều không dám công khai đưa cột báo này lên tờ báo do họ chủ trương, mà chỉ tóm tắt về sự kiện thật do Minh Thi tiết lộ với hai ký giả người Việt kèm theo chi tiết vu oan giá họa cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Hành vi không bao giờ có, trích từ mấy dòng cuối cột báo ngụy tạo. Và như thế, còn nỗi đau thương, u uất nào lớn hơn khi tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục phải ôm theo nỗi oan khiên ngút trời theo ông khi giả từ dương thế. Cơ may bất ngờ để nỗi oan thế kỷ được bạch hóa. Điều may mắn như một phép màu khó tưởng tượng là trong lúc không ngờ nhất, chính bản thân tôi đã tìm được nguyên vẹn 12 trang của tờ Tuần báo Người Việt số 32 phát hành 39 năm trước. 1. Từ tờ báo gốc này đối chiếu với cột báo ngụy tạo, chúng ta thấy lòi ra chứng tích đầu, ai cũng nhìn thấy, đó là tờ Người Việt số 32 ra đời vào lúc computer chưa có dấu Việt mà phải bỏ dấu tay, trong khi cột báo ngụy tạo lại do máy đánh dấu. Phải chăng chính vì thế, cả hai tờ Vạn Thắng và Sài Gòn Nhỏ đều không đăng phóng ảnh cột báo ngụy tạo mà chỉ nhắc lại chi tiết bịa đặt để bôi bẩn nhà thơ? 2. Ngoài chứng tích hiển nhiên như trên, chúng ta đừng quên rằng để tiến tới giai đoạn báo Người Việt trở thành tờ nhật báo lớn nhất của người tị nạn nước ngoài, nó đã trải qua một quá trình phát triển mấy thập niên. Khi số 32 được phát hành ngày 24 tháng 11 năm 1980, Người Việt còn là một tờ tuần báo khiêm tốn, vỏn vẹn chỉ có 3 tờ lớn gồm 12 trang và điều cần nhớ là chỉ có một part duy nhất. Khác hẳn sau này là một nhật báo có tầm cỡ với nhiều parts A, B, C, D. Cũng nơi phóng ảnh trang đầu tờ báo, nhìn ô chữ nhật dưới danh hiệu Người Việt có ghi hàng chữ tuần báo tranh đấu cho người Việt tự do. Như vậy, cho dù kẻ gian có uống lưỡi là không ngộ nhận báo Người Việt có hơn một part, thì vẫn không che giấu được hành vi bất lương là ngụy tạo cột báo với nội dung xáo trộn những chi tiết ông Minh Thi nói với phái viên Người Việt với đoạn cuối đắc ý nhằm cột cho nhà thơ một hành vi đê tiện đáng phỉ nhổ. Trời cao chẳng phụ người lành. Người viết mượn câu trên đây của một người bạn thân cố thi sĩ thuở sinh thời trong bài viết của bà sau khi nỗi oan khiên của nhà thơ được giải tỏa để làm tiêu đề cho đoạn kết thúc bài viết nhân dịp tưởng niệm Húy Nhật thứ 7 tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục.
Dạ, thì cái nội dung này nó cũng còn một khúc nữa quý vị, nhưng mà thì Dương thấy nó cũng nói sơ sơ thôi. Nhưng mà trong cái video này đó, thì Dương sẽ dẫn chứng, thì Dương sẽ đọc lại có một cái chỗ để cho các bạn ở trong Việt Nam á, có thể hình dung được cái sự mà gọi là phức tạp của cái cộng đồng người Việt chống cộng ở nước ngoài. Thùy Dương không có ý nói xấu đâu, nhưng mà nó thực tế là như vậy á, để cho các bạn hiểu. Cho nên nhiều khi các bạn thấy có những cái cuộc xung đột, có những cái cuộc cãi vã, có những cái cuộc đấu tố lẫn nhau mà mình không hiểu được nó như thế nào. Thì hồi nãy Thùy Dương thấy trong đây có một cái nội dung rất là hay nè, để Thùy Dương đọc lại cho quý vị nghe. Cả một kế hoạch tinh vi đã được guồng máy tuyên truyền phản gián Hà Nội vạch ra. Một mặt tự chúng tung tin đánh phá, bôi nhọ để làm giảm thiểu giá trị những gì ông gửi gắm vào những vần thơ bốc lửa. Mặt khác, chúng không quên lợi dụng nhược điểm cả tin và tính hiếu danh của một thiểu số người trong cộng đồng tị nạn. Nhất là những phần tử bất lương nắm trong tay những cơ sở truyền thông mà mục tiêu không phải vì lý tưởng mà chỉ vì tiền tài lợi lộc, để lợi dụng họ tiếp tay triệt hạ uy tín của nhà thơ. Rồi, Thùy Dương rất là mừng khi mà Thùy Dương đọc được cái nội dung này, tại vì Thùy Dương biết nhưng mà Thùy Dương không có diễn tả hết cái ý của mình được quý vị. Có nha quý vị, ở nước ngoài có những cái con người làm truyền thông, mình đâu có thấy họ nhận tiền hay không đâu. Nhưng mà cái mà quý vị thấy là lâu lâu họ chọt 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 là bắt đầu mình đặt một câu hỏi liền. Thấy không? Họ cũng lên tiếng, họ chống cộng này kia nọ, nhưng mà lâu qua họ chọt cái này, họ chọt cái kia, họ không có cái cơ sở. Thì những cái sự chọt đó làm cho cái cộng đồng nó xôn xao lên. Bắt đầu là tự nhiên người ta đang yên bình như vậy, bắt đầu là nó nhốn nháo lên. Thì cái kiểu giống như là cái tụi mà Việt Cộng ngày xưa á, nó ở trong miền Nam á, thì dân đang yên đang lành vậy đó, bắt đầu nó làm chấn động lên, nó bắt đầu là có những cái sự giết hại của tụi Việt Cộng dành cho người dân thường, thì làm cho người ta hoảng sợ, người ta hoang mang, người ta lo lắng. Thì những cái tội ác của cộng sản thì gần như là Thùy Dương cũng đã làm khá nhiều video, hoặc là các bạn có thể lên trên YouTube các bạn gõ thì nó ra khá là nhiều luôn. Thì cái chiêu trò của tụi cộng sản là nó đánh phá từ xưa tới bây giờ ha. Ngay cả là Nguyễn Chí Thiện, và quý vị cũng nghe thông tin Thùy Dương chia sẻ rồi đó, thì Nguyễn Chí Thiện là bởi vì muốn ghé vào tòa đại sứ của Anh để mà gửi cái tập hồ sơ, cái tập thơ đi thôi, mà nó đã bắt giam. Và tổng cái số mà năm tù mà giam nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì gần như là 27 năm. Thì đó, thì cái nội dung đó để cho các bạn thấy được là cái chiêu trò của tụi cộng sản là nó rất là nhiều. Và mấy bữa trước Thùy Dương có làm một cái video nói về việc mà Việt Cộng nằm vùng á, anh luật sư Nguyễn Văn Đài là Việt Cộng nằm vùng đó, thì để cho các bạn thấy là tất cả nó nằm trong cái sự đánh phá của tụi cộng sản mà ra cả. Và sẵn đây á, Thùy Dương chia sẻ thêm một số thông tin về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho quý vị. Thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện á, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội. Thân phụ ông Nguyễn Công Phụng sinh năm 1898, mất năm 1976, làm luật sự tòa án Hà Nội. Thân mẫu của ông là bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1900 và mất năm 1970, vừa là một người nội trợ truyền thống, vừa là một nhà tiểu thương. Thì gia đình ông tản cư khỏi Hà Nội đến làng quê Mỹ Tho, quận Bình Lục 4, tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 và trở về Hà Nội năm 1949. Năm 1956, sau khi hoàn tất bậc trung học tại các trường tư thục, thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cùng thân phụ ông đến Hải Phòng sống với người chị cả và gia đình. Mắc bệnh lao, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tự học và bắt đầu làm thơ cùng bạn bè. Những bài thơ của ông va chạm càng ngày càng nghiêm trọng đến chế độ khi chính phủ cộng sản đang đè nặng áp bức lên người dân và phát động chiến tranh chống miền Nam Việt Nam. Nguyễn Chí Thiện là một tù nhân chính trị đã qua nhiều trại tù cải tạo và khám lớn hỏa lò của chế độ cộng sản 27 năm giữa năm 1961 và năm 1991. Trong thời gian tù tội, ông đã làm thơ bằng ký ức vì không được phép sử dụng giấy bút. Một thời gian ngắn sau khi được tha,
ông chép lại những bài thơ này vào ngày 16 tháng 7 năm 1979. Mang bản viết tay dày 400 trang, Hoa địa ngục đến tòa đại sứ Anh. Ông bị từ chối tị nạn và bị bắt ngay trước cửa tòa đại sứ. Ông bị giam giữ 12 năm. Lần giam giữ này khắc nghiệt nhất trong các lần tù tội của ông. Bản viết tay của ông được gửi đến giáo sư Patrick Honey. Patrick Honey sinh năm 1925, mất năm 2005 tại Đại học London. Năm 1980, thơ ông được người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ đăng tải trên nhiều báo chí và sách vở. Năm 1982, Tổ chức Hành động cho Dân chủ Việt Nam, Quê mẹ, xuất bản Ngục ca bằng Anh ngữ, Pháp ngữ và Việt ngữ. Năm 1984, Bình Sanh Thông trường Đại học Giao dịch Hoa địa ngục ra Anh ngữ và Tổ chức Lạc Việt xuất bản tập song ngữ. Năm 1985, Nguyễn Chí Thiện được giải thưởng thơ quốc tế tại Rotterdam. Lúc đó người ta không biết ông còn sống, đã chết hay đang bị giam cầm đâu đó. Trong thực tế thì ông đang bị giam tại khám lớn Hỏa Lò, Hà Nội từ năm 1979. Ông được đưa tới giữa rừng già năm 1985, gần chết vì đói và biệt giam. Tổ chức Ân xá quốc tế bắt đầu chiến dịch vận động viết thư vào năm 1981. Lúc tên của Nguyễn Chí Thiện đứng đầu danh sách những tù nhân lương tâm tại miền Bắc Việt Nam. Năm 1988, sau khi nghe trình bày về việc bắt giữ ông năm 1979, Tổ chức Ân xá quốc tế và quan sát nhân quyền phổ biến rộng rãi cảnh ngộ khốn khổ của ông. Chị của ông, bà Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1924, mất năm 2004, gửi ảnh của ông đến người tị nạn Việt Nam ở hải ngoại yêu cầu giúp đỡ. Nhiều thư phản đối được gửi đến chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Levon Senghor của Senegal, vua Hussein của Jordan và Thủ tướng John Major của Anh Quốc. Năm 1990, Thiện được đưa đến trại tù 3 sao và được chăm sóc thuốc men. Trong tháng 10 năm 1991, ông được tha về dưới sự săn sóc của chị ông ở Hà Nội, ngay lúc trước cuộc thanh tra của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Nguyễn Chí Thiện di cư đến Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 năm 1995. Với sự săn sóc tận tình của người anh ruột Nguyễn Công Dân, sinh năm 1932, Trung tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là cố vấn tại Hiệp ước Hòa bình Ba Lê năm 1972. Ông Dân là người độc nhất trong gia đình ông di cư vào Nam trong khoảng thời gian biên giới bỏ ngỏ năm 1954, năm 1955. Nguyễn Chí Thiện bị giam cầm 13 năm sau năm 1975. Hoạt động đầu tiên của ông Thiện là viết lại và phổ biến những bài thơ ông đã sáng tác trong tù từ năm 1979 trong tập Hoa địa ngục thứ nhì. Những bài thơ này ông Nguyễn Ngọc Bích ở Virginia dịch ra và xuất bản trong những tập song ngữ năm 1996. Trong năm 2005, Nguyễn Chí Thiện, tác giả nổi bật đầu tiên trong kế hoạch văn chương Việt Nam, đã viết tự truyện của ông bằng Anh ngữ và được xuất bản trong Bayon Worlds, ASEAN Writers on the Devils bởi Ban báo chí của Đại học Hawaii. Năm 2006, cơ quan East Coast USA Vietnamese Publishers Consortium xuất bản bằng Việt ngữ một tuyển tập toàn bộ 700 bài thơ Hoa địa ngục sáng tác từ năm 1957 đến năm 1996. Năm 1998, Nguyễn Chí Thiện nhận giải thưởng Hội Nhà văn Quốc tế International Parliament of Writers Award. Lưu lại tại Pháp 3 năm và sáng tác Hỏa lò tập truyện. 7 câu chuyện của nhiều biến cố và nhân vật có thật bằng Việt ngữ đã được xuất bản năm 2001 tại Virginia và tái bản nhiều lần.
các bản dịch bằng Anh ngữ đã được cơ quan nghiên cứu Đông Nam Á châu Đại học Yale xuất bản dưới nhan đề Câu chuyện Hỏa lò, Hà Nội Hilton năm 2007. Hai trong các câu chuyện này đã được Allies for Freedom published tại Palo Alto, California xuất bản bằng song ngữ Anh Việt năm 2008 dưới nhan đề Hai truyện tù Two Prison Life Stories, Nguyễn Chí Thiện Prose Bilingual Text. Nhà thơ từ năm 2004 là một công dân Mỹ cư ngụ tại Orange County, California. Vào đầu năm 2008, bản gốc viết tay của nhà thơ đã được thân hữu người Việt tại London nhận được từ giáo sư Patrick Horney thuộc Đại học Nghiên cứu Phi Châu và Đông Phương trước khi ông qua đời năm 2005. Bản viết tay này bình an thuộc về sở hữu của người sáng tác, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Thì sẵn qua cái nội dung lúc ban đầu đó quý vị, thì Thùy Dương chia sẻ thêm một tí xíu về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Thì đối với người Việt mà ở nước ngoài như Thùy Dương đó, thì muốn mở cái gì cũng đọc được hết. Ví dụ như là Hoa Địa Ngục, hoặc là Hỏa Lò, hoặc là Hoa Địa Ngục và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, vân vân. Có nghĩa là bất cứ những cái tài liệu nào mà người Việt ở nước ngoài đưa lên đó, thì gần như là tụi Thùy Dương muốn đọc là đọc rất là dễ, không có gặp trở ngại. Và nếu như mà người Việt ở trong nước đó, muốn đọc thì rất là khó. Tại sao? Tại vì nó chặn link rồi. Và nghe đâu đa, và Thùy Dương có nghe thông tin rằng là năm 2022, 2023 đó, thì tụi Cộng sản nó sẽ đẩy mạnh trong cái vấn đề kiểm duyệt thông tin hơn nữa, thì mình cũng không biết như thế nào đó. Nhưng mà cái nội dung trong cái video này đó, Thùy Dương làm chủ yếu là Thùy Dương phân tích về cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ngày hôm nay đó thì tụi Cộng sản nó có rất là nhiều cái mưu kế, nhiều cái chiêu trò đủ kiểu hết để mà nó đưa người của nó ra nước ngoài. Và chúng ta người Việt ở nước ngoài, anh chị, chúng ta không bị phụ thuộc bởi cộng đồng người Việt Nam. Chúng ta sống ở mỗi quốc gia, chúng ta phụ thuộc vào luật pháp của cái quốc gia đó. Thì đây là một cái điểm yếu cho người Việt của chúng ta nếu chúng ta chống cộng. Đó. Và người Việt ở nước ngoài đó, họ phải sống và họ phải làm việc, họ phải lo cho đời sống của họ. Bên cạnh đó thì cái việc mà họ quan tâm tới chính trị thì đó là một cái gì đó thêm. Họ có tinh thần, họ có tình yêu quê hương thì họ dành thời gian một tí ra thôi. Chứ họ không thể giống như là cái lúc ở Việt Nam. Không phải giống như là những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Họ ở Việt Nam, họ làm việc cho quốc gia. Họ có tổ chức, họ có bộ máy chính phủ đàng hoàng, có kỷ cương, phép tắc, luật lệ đàng hoàng. Còn bây giờ là ra nước ngoài rồi, mình không có một cái gì chung cả, không có luật lệ gì chung cả, không có cái sự ràng buộc gì chung cả. Cho nên là mạnh ai muốn làm, mạnh ai muốn nói sao nói. Và cái từ cái chỗ, cái tự do đó đó, không có bị ràng buộc đó, thì nó dẫn tới là nó tùm lum tà la luôn. Thì Thùy hy vọng rằng là cái sự giải thích của Thùy Dương như vậy để cho các bạn trẻ phần nào hiểu rằng ở nước ngoài người ta cũng chống cộng, nhưng mà cái chống cộng của người ta theo cái kiểu ở nước ngoài. Tại vì ở nước ngoài là mình đâu có thể nào mình dựng nên những cái quy tắc, những cái luật lệ là người Việt ở nước ngoài chống cộng là phải như vậy. Đâu có được, tại vì họ là công dân của Mỹ, họ là công dân của Pháp, của Úc, của Canada rồi. Họ không phải là công dân Việt Nam nữa. Thì họ làm cái gì làm, họ cũng phải tuân theo luật lệ của các cái quốc gia đó. Ví dụ như Dương ở tại Na Uy, Dương có chống cộng hay là Dương không có chống cộng, Dương có phát biểu gì mà nó không vi phạm vào luật pháp của Na Uy thì Thùy Dương đâu có bị trừng trị đâu. Đó. Cho nên là nếu mà một ví dụ như là Thùy Dương bây giờ là Thùy Dương là Việt cộng đi. Đó, mà nếu mà một ai đó là người ta chống cộng mà Thùy Dương nói cái gì thì cái người Việt mà chống cộng họ đâu có được cái quyền họ đến họ để mà họ đánh Thùy Dương đâu. Cho nên là rất là khó quý vị, cho nên cái chuyện mà đánh phá lẫn nhau rồi gây cái này gây cái kia, mâu thuẫn trong cộng đồng là cái chuyện khó tránh khỏi, và chúng ta xem nó như là cái chuyện bình thường để chúng ta tiếp theo cái con đường tranh đấu của mình ha. Thì Dương mượn cái câu chuyện của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để mà làm bằng chứng cho quý vị.